Lợi dụng tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ của nhiều người và nhu cầu du lịch tăng cao, nhất là vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và kỳ nghỉ hè sắp tới, tội phạm đã gia tăng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân dưới nhiều hình thức. Một số phương thức lừa đảo phổ biến mà các đối tượng thường xuyên được Bộ Công an chỉ ra như sau. Thứ nhất, đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng Internet và mạng xã hội với nhiều tiện ích kèm theo, đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc từ 30 đến 50% giá trị để giữ tour du lịch, phòng khách sạn, từ đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc. Thứ hai, đăng bài viết quảng cáo dịch vụ làm visa du lịch nước ngoài, cam kết tỷ lệ thành công cao, hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa. Sau khi nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí hoặc một phần chi phí, các đối tượng sẽ lấy lý do nạn nhân khai thông tin bị thiếu và không trả lại tiền. Thứ ba, làm giả website fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch. Thứ tư, làm giả chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng xã hội, liên lạc với người thân trong danh sách bạn bè cho biết đang bị mắc kẹt khi du lịch tại nước ngoài và cần một khoản tiền ngay lập tức. Thứ năm, các đối tượng mạo danh đại lý bán vé máy bay. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ vé máy bay, gửi mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu khách hàng thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, các đối tượng không xuất ra vé máy bay và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay. Để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch, nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc qua các app du lịch, ứng dụng du lịch. Cảnh giác khi nhận được lời mời chào, mua gói du lịch với mức giá quá rẻ, rẻ hơn 30-50% so với giá chung của thị trường, đặc biệt thận trọng khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ. Chú ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông qua tên website và tên miền. Tên miền giả thường sử dụng những đuôi lạ như CC, XYZ, TK. Đối với các trang mạng xã hội, fanpage hoạt động mua bán, quảng bá các gói du lịch, nhất là gói du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ, người dân nên chọn các trang mạng xã hội đã có dấu tích xanh, tài khoản đã đăng ký hoặc chọn các trang mạng xã hội có uy tín mà mình biết rõ thông tin của người bán. Xác nhận lại thông tin đặt phòng, đặt vé máy bay để kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.